Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Bến Thịnh Sáng cuối tuần vui vẻ anh em nha Hôm nay trước mà anh em đây, hình đang để một ca máy Máy này hình nhận cũng khá là lâu rồi Nhưng mà hôm nay hình mới hoàn thành được Đó, anh em biết lý do tại sao nó lâu không? Thì anh em nhìn vào đây nha Rồi, đây là cái linh kiện hình đã hay ra trên máy này Đó, cầm nhẹ nhẹ thôi, nó đứt tay rồi nè Đó, anh em xem 12 Pro Max mà đập nát bể như thế này Anh em cũng hiểu lý do tại sao rồi ha rồi ok bây giờ chúng ta cất cái này đi Chúng ta cất cái này qua một bên và anh em nhìn vào đây Rồi Anh em đi mua máy cũ anh em gặp một con máy như thế này Kiên sao bên như thế này Đó Rác đẹp hoàn thiện cao cứng khừ luôn Như thế này Đó Thì anh em mua không Khả năng rất là cao là anh em sẽ mua luôn Đó. Đúng không? độ hoàn thiện quá cao mà đó thì uh, trước khi nó được như thế này là nó như thế này anh em <laughs> ok anh em nha đó bị phôi nắp đây đó em thấy chưa đó rồi ok rồi thì nói với anh em như thế này máy này anh bạn này anh đập rất là mạnh luôn và nó nát bươm hết thì thông thường những cơ sở sửa chữa bình thường mà cầm máy này nó thiệt với anh em là không ai nhận hiếm khi nào họ nhận lắm đó nhưng mà bên mình thì rất là tâm huyết với cái công tác sửa chữa anh em biết rồi và mình cũng thường xuyên làm những cái ca này nên là mình vẫn tiếp nhận cho anh em và thậm chí mình có cái sự tâm huyết khi mà thực hiện những ca mà phục dựng như vậy nữa rồi bây giờ thì nói với anh em máy này mình đã làm những gì trước mắt chắc chắn rằng bộ vỏ mình đã thay mới đó và mình thay một cái bộ vỏ zin cái chất lượng nó cực kỳ tốt luôn đó là cái độ hoàn thiện nó rất là cao hình mình thay xong mà mình cầm cái máy này mình đưa cho mấy uh, bạn nhân viên đổi trong tiệm ai nhìn cũng thích hết bởi vì nó rất đẹp tuyệt vời đó cái chất lượng của cái bộ vỏ jean mình ráp mình rất là ưng ý đó, ha rồi tiếp đến mình đã thay màn hình nó gắn rồi cái màn hình nó nát như vậy anh em nghĩ không thay màn hình sao mà xài được đúng không đó và màn hình ở đây hình thay là hình đã tiết giảm chi phí xuống cho bạn trai này bằng cách hình thay màn hình OLED loại của GX đó là loại màn hình linh kiện thịnh hay sử dụng để thay thế khi mà anh em thay màn hình iPhone, anh em muốn giảm kinh phí, không thay màn hình zin thì mình sẽ thay loại OLED GX bởi vì loại màn hình này mình thấy chất lượng nó ổn. Độ bền nó cao ha. Nó thua kém so với màn hình zin uh, gọi là rất là đáng để chúng ta cân nhắc ở cái mức giá. Đó, cái việc mà nó trên lệch giá rất nhiều so với màn hình zin nhưng mà chất lượng nó đem lại và sử dụng rất ổn không bị hư vặt nó là thịnh đánh giá là đây là loại màn hình linh kiện phù hợp với chúng ta ở cái tầm tiền và cái mức giá và cái chất lượng nó đem lại trong cái tầm tiền đó có nhiều loại màn hình linh kiện trên thị trường nhưng mà nó đi vào hai cái hướng một đó là nó rẻ hơn màn gợi ít hai đó là nó mắc hơn cái rẻ hơn thì mình lại thấy xài cảm thấy nó tệ quá đó còn cái mắt hơn thì mình lại cảm thấy nó không hợp lý lắm tại vì nếu mà chúng ta đã mắt hơn thì chúng ta ráng một xíu chúng ta thay cái màn zin luôn đó nên là tụ chung lại bằng cái kinh nghiệm thay thế và sửa chữa máy của mình mình thấy cái mã này là ổn nhất đó anh em nhìn anh em thấy màn hình vẫn hiển thị rõ đẹp tăng giảm độ sáng nè cảm ứng rồi cũng rất là ok mực mà à, phù hợp để chúng ta tiết giảm chi phí trong những cái tình huống mà máy phát sinh nhiều hỏng như thế này đó Tuy nhiên rằng camera đồ các kiểu là hư nát hết anh em Đó và Mình đã thay cam rồi loại hết luôn Và một cái vấn đề nữa đó là mình phải xử lý ở trên men Cái quan trọng nhất luôn Đó là xử lý trên cái men bò Đó một cái máy bị đập nát như thế này mà chúng ta chỉ làm hời hợt là anh em về anh em ôm cái đắng luôn anh em xài không nổi về nó nó lỗi ra tùm lum hết thay thế đã nhiều chi phí đã nhiều nhưng mà xài không nổi đó chúng ta sẽ rất là bất tiện đó, bản thân anh em là người dùng anh em đi sửa cái máy như vậy anh em e ngại nhiều nhất cũng là cái vấn đề về sử dụng nổi hay không nó xài nổi không anh nó xài phải xin lỗi này lỗi kia hay không thì tại sao những cái ca máy mà trước giờ hình phục dựng là hình nói với anh em hầu như hình giao máy và chưa có một cái nào quay lại trục trặc bất kỳ một vấn đề gì luôn mặc dù trước đó tình trạng nó quá nặng đó. nhìn vào cái này mà không ai nghĩ là dám nói là sửa lên xong xài bền hay không À, nhưng mà mình lại theo cái hướng đó và mình đã thành công ở rất nhiều máy rồi Và cái máy này cũng sẽ tương tự như vậy Bởi vì trước khi đến tay anh em Máy hình đã test rất kỹ và hình đã xử lý một cách hoàn hảo để đưa nó về cái trạng thái logic chuẩn dinh Y như ban đầu, mình hay dùng cái từ là chuẩn dinh Đó có nghĩa là vậy, có nghĩa là một cái mainboard nó va đập nặng nó đang hư hỏng những cái gì thì bên mình chuyên sâu về sửa chữa mình sẽ phục hồi lại toàn bộ và đúng chính xác những cái phần đó để nó song hành hai yếu tố nó vừa tiết kiệm chi phí nhất và nó vừa đảm bảo chất lượng đó, một khi chúng ta đã làm tới được mức độ như vậy rồi thì nó không có gì phải suy nghĩ phải lo lắng nữa hết bởi vì nó về trạng thái như ban đầu rồi thì anh em xài ổn định và bền bỉ bởi vì đặc điểm của dòng 12 hai max là khá là trâu khá là bền rồi đó, Thịnh đã đưa về lại được cái ban đầu của tiền của nó thì anh em sử dụng kỹ lưỡng không đánh rơi không đập rồi nọ như vậy nữa không vô nước không ẩm nước gì thì không có gì phải lo cứ thế mà xài đó không phải hình sửa xong cái máy em kêu em sửa xong rồi anh đi bán liền đi cho nó được giá này đừng có giữ xài nha để mà dí qua người khác không phải như vậy đó. chúng ta sửa máy thì anh em muốn để xài vẫn hoàn toàn vô tư đó còn anh em muốn bán máy lên đời hay là anh em muốn uh, đổi dòng máy khác hay cái gì đó thì đó là quyền lựa chọn của anh em đó chứ mình không có sửa xong mình suối anh em đem đi bán thì vì xài không nổi đâu anh rồi này kia để em dọn lên cho nó đẹp anh bán cho dễ cho được giá không phải vậy nha rồi ở thì anh em nào sử dụng những dòng iPhone 12 Pro Max gặp những ca máy mà nặng như thế này đó thì anh em cũng đừng có gọi là tuyệt vọng quá đó đôi khi nó nó nát bươm như vậy mà mình còn cứu được và hoàn chỉnh như thế này mà thì mấy anh em có thể nó cũng vậy thôi đó chỉ hy vọng là anh em có duyên anh em xem được cái clip này thì anh em biết mình chuyên xử lý những cái ca máy đập nát như thế này phục hồi như này, toàn bộ như thế này ha thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với thịnh thịnh sẽ cố gắng đưa ra cho anh em một cái phương án là nó tối ưu nhất sau khi mình kiểm tra kỹ lưỡng những cái dòng máy mà bị uh và đập đập nát như thế này thì phải có thời gian làm anh em nha. Thời gian làm thịnh suy xét kỹ lưỡng tỉ mỉ từng ly từng tí thì nó mới đạt được cái hiệu quả như anh em và thịnh mong muốn là nãy giờ cái điều hình nói. Đó. Rồi ok, rất là vui. iPhone nữa hai mắt. Cuối cùng lại sau mấy tuần thì cũng xong cái máy cho anh trai này rồi. Rồi anh có thể lấy về sử dụng máy hoàn toàn đẹp trai. Rồi anh em nào có nhu cầu sửa chữa bất kỳ vấn đề nào trên các thiết bị iPhone, iPad cứ liên hệ trực tiếp với mình thông tin mình sẽ để bên dưới nha bye bye anh em chúc anh em ngày cuối tuần vui vẻ nha